thanh niên được bạn gái chở vô nhà nghỉ, nhưng vừa tới cửa chưa kịp vào thì bị bố đi ngang phát hiện và bắt phải về nhà ngay. Ôi trời ơi! May quá bố đến kịp, không là bị lừa rồi. Học hành mệt mỏi vào ngủ tí mà bố chả hiểu. À thế à? Bác sĩ bất ngờ vì người đàn ông tự nhét 3 con cá vào cửa sau của mình. 3 con cá được tìm thấy trong hậu môn của bệnh nhân nam 40 tuổi, làm tổn thương đường ruột, chọc thủng đại tràng và anh đang có triệu chứng sốc độc. What the hell? Hình ảnh này có âm thanh. Quá chuẩn luôn. Tội mấy con cá ghê, phải sống những giây phút cuối đời trong địa ngục, sống không bằng chết. Nhanh trí mang về kho tổ ăn cơm. Kiếp trước chắc 3 con cá đó hay đi ẻ bậy trên giường người ta nên kiếp này phải chui lỗ dậu đàn ông. Chắc là đi câu không có thùng đựng cá nên nhét vô đó giữ đỡ ươn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Sơn Tùng, 30 tuổi mình sẽ không làm ca sĩ nữa vì không đọ lại được với giới trẻ. Mỹ Tâm, mình thích thì cứ hát, có một khán giả mình vẫn hát. Quỳnh Anh cứ trêu cháu xong lại giận cháu bác ạ. Kệ cháu. What the hell? Mày giỏi, khen cho mình, tao cầm máy mẹ tao trước. Mách tiếp đi, tao xóa một thể. Đợi 5 phút, tao tới mách trực tiếp. Cách làm người yêu hết dỗi nhanh. Dỗi rồi, em làm gì đi? Xem rú không? À có chứ. Nhanh trí chụp lại làm bằng chứng để mách, nếu vẫn bị như thế thì đến hẳn nhà mách. Anh nói xem em sai à, anh không cảm thấy anh vô lý à, thái độ của anh em không chấp nhận được. Giao dịch thành công, 2 triệu đồng, thái độ anh là vậy đó. Nhưng cũng một phần lỗi của em, không nên cãi nhau như thế, mà phải bình tĩnh nói chuyện với anh. Nếu chuyển thêm thì chắc là 2 phần lỗi của em. Chàng trai bị mẹ đưa đi khám tâm thần 4 năm liền vì 38 tuổi mà vẫn còn độc thân. Mẹ chắc bị mắc chứng lo âu, giờ mà con trai dẫn bạn trai về khéo nhập viện thật. Quá chuẩn luôn. Để dành tiền khám với tiết kiệm mà mua nhà cho con trai thì có vợ ngay, bà này đúng là tâm thần. Hèn gì mẹ tao chửi tao khùng, điên suốt, hóa ra là tại tao còn độc thân. Còn mẹ tui thì thấy tui độc thân lâu quá, cứ rủ tui đi xem bói coi lúc nào tui được rước. Mẹ tôi thì hỏi liên tục về giới tính của tôi cũng 4 năm rồi vì 33 tuổi vẫn độc thân. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mày ơi, tao có một tin vui. Gì đó? Thế là sau 21 năm tao đã có người yêu. Wow. Ai vậy? Ảnh chưa muốn công khai, đợi thời điểm thích hợp đã. Kể đi mà, năn nỉ đó. Mày không được nói với ai nha. Ok nè. Anh thờ đó. Hả, anh thờ vừa mới tỏ tình với tao hôm qua mà. Hả? Gì nữa, làm gì có tỏ tình ai đâu, mẹ này kỳ ghê. Quê, khổ thân 21 dòng dã mới có tình yêu mà giờ cũng bị trùng với nhỏ bạn thân. Tôi là người giàu tình cảm thì tôi chia sẻ mỗi người một ít thôi mà, làm gì căng. Anh,
anh có muốn bỏ ra 5 lít để nghe bí mật của em không? Sao thế, bí mật gì thế? Có muốn không? Có, 5 lít, anh chuyển khoản rồi đấy. Bí mật của em, của ca sĩ Đặng Tử Kỳ. What? Ở một diễn biến khác, chồng ơi, vợ có một bí mật chồng có muốn biết không? Ơi, chi đó vợ? Chồng chuyển khoản 500k vợ gửi bí mật của vợ. Thế vợ cứ giữ bí mật đi nha. Bí mật động trời chồng rất muốn biết. Chồng hết tò mò rồi, vợ chuyển cho chồng 1 triệu thì chồng sẽ đồng ý nghe bí mật của vợ. Nani? Ở một diễn biến khác, ăn 5 lít của chồng tao đúng là muốn cảm lạnh. Anh có muốn bỏ ra 5 lít để nghe bí mật của em không? Nói đi xem có đáng 5 lít không? Phải chuyển 5 lít thì mới nói được chứ. Có công chúa á? Anh thôi ngay mấy cái suy nghĩ đấy đi. Thế gợi ý xem thế nào? Không gợi ý. Thế có bồ bên ngoài á? Sao anh toàn suy nghĩ cái chuyện gì vậy? Cũng một câu hỏi mà nó lạ lắm. Anh có muốn bỏ ra 5 lít để nghe bí mật của em không? Không. Vụ gì mà bí hiểm dứa? Thì anh có muốn không? 200k luôn. Chuyển khoản lẹ. Không có tiền trong tài khoản, nợ đi. À đâu. 14 tháng 2 ngày lễ tình nhân, nếu được người yêu chuyển khoản 14.200.000 thì bạn và họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Tưởng đâu 14 tỷ thì còn xem xét chứ 14.200.000, không đủ nuôi con 1 tháng lấy đâu ra mãi mãi. Hèn gì mấy đứa người yêu cũ và mình toàn chia tay không hà. Nhưng chuyển đi mà không chuyển lại thì thành không đội trời chung hận thù mãn kiếp. Cái này tao làm với vợ tao một lần rồi nhưng vợ tao bảo là tưởng 142 triệu thì mới đẹp. À thế à? 14 tháng 2 thì chuyển 1.402 đồng thôi chứ. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Định chuyển 142 triệu mà tìm mãi vẫn chưa có người nhận nên thôi vậy. Trời ghê chưa? Không chuyển thì còn bên nhau được mấy tháng, chuyển xong mất hút luôn ấy chứ. Combo 14.2cm cộng 14.2 phút là được rồi. Wow. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.